bóng ra ngoài. Jay Wan Hill ghi hai điểm. Jay Wan Hill fade away hai điểm. Tiếp tục là Justin Young rebound. Cố rổ không. Một pha đang rổ. Tiếp tục phản công chính xác. Không có điểm. Lại là pha phản công. Hai điểm tiếp theo cho Hồ Chí Minh City Wings. 3 điểm. Rõ ràng ý đồ của huấn luyện viên Mika Turunen trong hiệp thi đấu đầu tiên là tạo ra một khoảng cách điểm lớn với những pha đội của mình. Cầu thủ số 8 Trần Vũ Linh. Hạn thứ hai của chúng ta chỉ còn hơn 6 phút. Vâng, và vừa rồi Justin Young ăn miếng trả miếng ghi lại 3 điểm cho Hồ Chí Minh. Quá đơn giản, 2 điểm. Chuyền cho Jay Wan Hill sau pha hiểm trợ chính xác. Và Kiến Tạo và Phan Minh Luyến. Anh vừa ghi 3 điểm. Phan Minh Luyến tiếp tục ném 3 điểm và tiếp tục thành công. Tuấn Trung, cầu thủ cầm bóng rất tốt, hậu vệ chân bóng rất tốt của các cầu thủ rất nỗ lực và có 3 điểm của Châu Võ Văn. Phan Minh Luyến ném 3 điểm thành công. Mặc dù cầu thủ bên trong rất tiếc.